Đội tuyển Việt Nam vắng nửa quân số trong ngày đầu tập trung. Công an Hà Nội quyết định gia hạn với siêu ngoại binh. Việt Nam góp mặt ở World Cup 2026. Thực hư thông tin Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam vắng nửa quân số trong ngày đầu tập trung. Đội tuyển Việt Nam mới chỉ có khoảng một nửa lực lượng ở buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho các trận đấu dịp FIFA Days tháng 10 sắp tới. Trong dịp FIFA Days tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaugier sẽ có 3 trận giao hữu rất được chờ đợi với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt so tài với đội tuyển Trung Quốc ngày 10 tháng 10, đội tuyển Uzbekistan ngày 13 tháng 10 tại Đại Liên, Trung Quốc trước khi di chuyển đến sân Seoul World Cup để so tài với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Chiều tối ngày 3 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Huấn luyện viên Chaugier mới có khoảng một nửa số cầu thủ ở đợt tập trung lần này do các thành viên các câu lạc bộ Công an Hà Nội, Câu lạc bộ Thanh Hóa, Hà Nội FC, Hải Phòng FC và VPF Công an Hà Nội chưa thể hội quân. Trước buổi tập, trung vệ Thanh Bình cho biết mục tiêu mà toàn đội đặt ra là chơi bóng tự tin, kiểm soát trận đấu và khiến đối thủ rơi vào trạng thái khó khăn. Thanh Bình từng ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam có trận hòa 1-1 trước đội tuyển Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu được chọn vào đội hình đội tuyển Việt Nam đi du đấu Đông Á đợt này, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel cho rằng đó sẽ là trải nghiệm rất đặc biệt. Trong 3 đối thủ thì tất nhiên đội Hàn Quốc là đối thủ mà em cũng như toàn đội mong muốn đối đầu nhất, tại vì đội Hàn Quốc có rất nhiều ngôi sao thi đấu tại nước ngoài như Son Heung-min đã là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu mà được đối đầu thì là một trải nghiệm thú vị, cũng là một thử thách rất lớn đối với bản thân em, Thanh Bình chia sẻ. Công an Hà Nội quyết định gia hạn với siêu ngoại binh. Mùa giải mới V-League 2023-2024 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là sẽ khởi tranh. Các đội bóng đang tích cực chuẩn bị về cả lực lượng lẫn định hình lối chơi. Với nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội, ngoài chiêu mộ những bom tấn như Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Phạm Thành Long, đội bóng ngành công an cũng đã có phương án chốt lực lượng ngoại binh của mình. Mới đây nhất, trang chủ của Công an Hà Nội đã thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Rafael Success đến năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng với siêu tiền đạo ngoại binh này. Dù mới chỉ cập bến ở nửa sau mùa giải vừa qua, nhưng cầu thủ người Nigeria đã có cho mình đến 5 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chỉ 9 trận đấu, góp công lớn giúp Công an Hà Nội bứt tốc trong cuộc đua vô địch căng thẳng với hai đối thủ là Hà Nội FC và Viettel. Success có vị trí sở trường là tiền đạo cánh trái hoặc cánh phải. Điểm mạnh của ngoại binh này là tốc độ, sức mạnh cũng như khả năng xử lý khá khéo léo. Nhiều người hâm mộ đã liên tưởng Success giống với ngôi sao Sadio Mane. Bên cạnh việc gia hạn với Success, nhiều khả năng Công an Hà Nội sẽ chốt thêm một ngoại binh nữa là tiền đạo người Brazil Fiao Junior. Anh có màn trình diễn khá tốt trong thời gian thử việc vừa qua. Tới đây, Success và đồng đội sẽ tiếp tục có nhiệm vụ quan trọng để mang về thêm cho Công an Hà Nội một danh hiệu nữa trong trận siêu cúp quốc gia với Thanh Hóa. Trước cuộc so tài này, Công an Hà Nội đã có cho mình 2 trận giao hữu trước thềm mùa giải lần lượt với Bình Dương và Hòa Bình. Kết quả mà đội bóng ngành công an giành được là trận hòa 2-2 trước Bình Dương và thắng đậm Hòa Bình 4-1. Đáng chú ý là Rafael Success cũng góp một bàn thắng trong loạt trận này. Sau trận siêu cúp quốc gia, Công an Hà Nội sẽ có hơn 2 tuần chuẩn bị cho ngày khai màn V-League 2024. Họ sẽ tiếp tục đón tiếp Bình Định trên sân nhà giống với mùa giải năm ngoái. Trận đấu sẽ được diễn ra vào 19:15 ngày 21 tháng 10. Việt Nam góp mặt ở World Cup 2026. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF Kiev Samter tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026. Ngày 1 tháng 10, Đại hội Thường niên AFF năm 2023 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Chủ tịch AFF Kiev Samter đã khẳng định đội tuyển Việt Nam đủ khả năng góp mặt ở World Cup 2026. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành tích ấn tượng và luôn thể hiện là lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á trên trường quốc tế. Đặc biệt, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền thi đấu ở World Cup 2023. Điều đó cho thấy VFF đã có chiến lược và định hướng đúng đắn trong hoạt động quản lý, điều hành và phát triển bóng đá. Tôi biết đội tuyển Việt Nam đang hướng đến World Cup 2026. Cá nhân tôi rất mong đợi đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt ở World Cup 2026 và tôi tin tưởng các bạn sẽ hoàn thành mục tiêu, ông Samter nêu quan điểm. Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp đấu vòng 1 giữa Indonesia và Brunei ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Các học trò của huấn luyện viên Philippe Chaugier sẽ làm khách trên sân Philippines trước khi trở về sân Mỹ Đình để đối đầu Iraq trong 2 trận đấu đầu tiên vào tháng 11 tới. World Cup 2026 sẽ mở rộng lên 48 suất tham dự, trong đó có 8,5 suất, 8 suất trực tiếp và 1 suất playoff cho các đội tuyển châu Á. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu trước mắt là góp mặt ở vòng loại thứ 3, sau đó tùy vào tình hình bốc thăm bảng đấu sẽ tính toán tiếp. Vào ngày mai, ngày 2 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ trước khi lên đường đấu 3 trận giao hữu quan trọng
lần lượt gặp Trung Quốc mùng 10 tháng 10, Uzbekistan 13 tháng 10 và Hàn Quốc 17 tháng 10. Bên lề đại hội thường niên AFF, Chủ tịch AFF xem thử chia sẻ thêm, AFF tôn trọng và đánh giá cao vai trò VFF trong sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Trong những thay đổi này, có sự đóng góp tích cực và năng động của VFF, đặc biệt là Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Với tâm huyết, kinh nghiệm và các mối quan hệ, ông Trần Quốc Tuấn đã cùng các thành viên trong ngôi nhà bóng đá Đông Nam Á tích cực đưa hình ảnh bóng đá khu vực ra quốc tế. Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn thường xuyên có những ý kiến đóng góp rất thiết thực nhằm củng cố hệ thống thi đấu bóng đá của Đông Nam Á. Những thay đổi tích cực này đã tác động đến thành tích của bóng đá khu vực. Thực hư thông tin Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản. Xung quanh tin đồn tiền đạo Nguyễn Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản, những người bạn, người gắn bó với Công Phượng cũng bất ngờ về việc này. Ít ngày qua, xuất hiện thông tin tiền đạo Công Phượng đã có quốc tịch Nhật Bản từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, đây chỉ là tin đồn, chưa có ai chính thức xác nhận thông tin này, kể cả tiền đạo Công Phượng. Bản thân một số người bạn thân của Công Phượng cũng bất ngờ với thông tin trên. Theo những người bạn của Công Phượng, việc Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản gần như không có khả năng. Công Phượng cũng chưa hề chia sẻ cho tôi việc này, nên khi nghe Công Phượng đã có quốc tịch Nhật, tôi rất bất ngờ, một người bạn của Công Phượng tiết lộ. Cũng theo phân tích của người này, nếu Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản, anh buộc phải bỏ quốc tịch Việt Nam, trừ những trường hợp hết sức đặc biệt, người có quốc tịch Nhật Bản mới được giữ thêm quốc tịch khác. Nếu điều đó xảy ra, Công Phượng không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Palestine hồi tháng 9 vừa rồi, ghi bàn trong trận đấu này. Trong khi theo thông tin được một số kênh đăng tải ít ngày qua, Công Phượng có quốc tịch từ đầu năm 2023, điều này bất hợp lý về mốc thời gian. Trong khi đó, trao đổi với phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng cũ của Công Phượng, đồng thời luôn có sự gắn bó thân thiết với cầu thủ này. Đại diện phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết, chúng tôi chưa hề nghe Công Phượng nói về chuyện cậu ấy có quốc tịch Nhật hoặc muốn làm thủ tục xin quốc tịch Nhật. Hồi giữa tháng 9, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine trên sân Thiên Trường, Nam Định, Công Phượng đã về trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng, Pleiku, Gia Lai thăm lại đội bóng cũ. Chuyến thăm này được cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai thực hiện trước khi anh quay lại với đội bóng chủ quản Yokohama FC tại Nhật Bản. Trong chuyến thăm câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nói trên, Công Phượng không hề nói gì đến việc anh đã có quốc tịch Nhật Bản. Hiện tại, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã quay lại với câu lạc bộ Yokohama FC ở giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản.